Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đấy. Hôm nay mọi người có thể thấy là gì không? Đây chính là con i5 13500. Đấy. Đây. Hôm nay mình đã ráp một bộ cây cho khách và mình sẽ giao cho khách vào ngày mai. Đấy. Và hôm nay mình sẽ test con chip này. Đấy. Con chip này giá rất là rẻ, nó chỉ có 6.650.000 thôi. Đấy. Tuy nhiên giá của nó thì bằng với i5 13600K đúng không mọi người? Nếu mọi người để đi qua ấy, thì sẽ thấy nó là bằng giá. Nhưng mà không. Con này nó có điểm lợi thế lớn là nó hiệu năng nó sẽ kém con 13600K gọi là một chút. Nhưng tuy nhiên thì nó có thể lắp lên trên main B660. Đấy. Mà lắp trên main B660 thì chi phí sẽ rất rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con i5 13600K sẽ không lắp được. Vì có các bác test của mình vừa rồi là các bạn thấy là nó bị quá nhiệt. Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử i5 13600K. À, i5 13500 xem nó sẽ ra sao. Đấy, mình sẽ xin giới thiệu qua cấu hình trước khi mình test. Đây. Con chip i5 13500. Đấy. Và qua mình để ý ấy, thì xung nhỉ của nó là 4.8 GHz, cao nhất có thể đạt được. Đấy. Main là B60 MTUP. Đấy. RAM là 32 GB. Mình đang để bớt 3200 ở đây. Rồi, các màn hình là 306 12 GB. Rồi, mọi người chiêm ngưỡng cái cây đây, khá là nhỏ gọn. Và giờ mình sẽ tiến hành test hiệu năng của con chip i5 13500 cho mọi người xem. Được rồi, bây giờ bắt đầu test nào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ test render bằng CDR23. Vẫn là các bài test quen thuộc để kiểm tra hiệu năng của CPU và nhiệt độ của nó. Mình sẽ lần này mình sẽ cho chạy hẳn 10 phút đi để xem kết quả thế nào. Được rồi, và sau 10 phút khi chúng ta đã render đấy, thì điểm số của này chỉ khoảng 20.000 điểm thôi đấy. Thấp hơn rất nhiều so với 13600K. Thực tế lúc đầu mình nghĩ là con này nó 14x20 luồng ấy, nên là hiệu năng của nó sẽ không kém 13600K là mấy đâu. Nhưng mà thực tế cho ra thì lại kém hơn 13600K khá là nhiều đấy. Còn 13600K thì nó đạt điểm từ 23.000 đến 24.000 điểm thôi đấy. Nhưng mà nhiệt độ của con 13.500 này thì sẽ khá là mát đấy. Bởi vì trong video này mình đang sử dụng con tản Thermaloid AK120 thôi đấy. Con tản này có trị giá là 450.000 đấy. Một con tản nhiệt rất là rẻ đấy. Tức là một con tản nhiệt rẻ đã có thể đảm bảo được hiệu năng và nhiệt độ của con chip 13.500 rồi đấy. Chưa kể là con 13.500 này có thể lắp được trên main B đấy. Tuy nhiên là CDR23 là một phần mềm chấm điểm benchmark, nên là mình sẽ thử test bằng các phần mềm 3D xem khi render bằng CPU thì thời gian nó có thấp hơn nhiều so với 13600K không. Nên là mọi người hãy xem các phần bài test tiếp theo. Bây giờ mình sẽ render bằng Corona trên 3D Max. Ở đây là một cái file rất là quen thuộc rồi. Và chúng ta sẽ đợi kết quả xem ra sao nhé. Mình sẽ so sánh trực tiếp con chip i5 13600K và chia đôi cái màn hình để mọi người so sánh thời gian render luôn. Sau một thời gian render thì mọi người sẽ thấy là con i5 13500 này tuy có cùng số nhân luồng với con chip i5 13600K hoặc 13600F nhưng mà thời gian render chậm hơn khá là nhiều. Một con 7 phút 30 giây, một con tận 2 phút 56 giây. Nguyên nhân thì mọi người thấy rồi đấy, là con 13500 này xung nhịp yếu hơn rất nhiều so với i5 13600K. Tuy nhiên thì đây vẫn là một sự lựa chọn hợp lý trong tầm giá đấy. Vì khi mọi người build một bộ i5 13500 thì nó sẽ rẻ hơn một bộ 13600K, bởi vì chi phí mainboard và tản nhiệt nó sẽ
rẻ hơn rất là nhiều. Và theo mình đánh giá, con chip i5 13500 này nó sẽ dành cho những người mà thứ nhất là kinh phí sẽ không để có nhiều để build được 13 6K này. Đấy. Và những ai mà không có tinh chỉnh nhiều vào trong hệ thống ấy, tức là sẽ mua máy về chỉ dùng, thì con 13500 này sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Đấy. Vừa rẻ lại vừa mát. Còn cả những mọi người về con chip i5 13500 này thế nào thì hãy cho mình ý kiến ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đấy. Mọi người hãy đăng ký cho mình để ủng hộ mình nhé. Vì kênh của mình khá là ít được đăng ký, là mọi người hãy cố gắng ủng hộ mình. Đấy. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ show kết quả của render V-Ray trên SketchUp ra. Đấy. Và mình cũng sẽ tua nhanh để cho mọi người xem hiệu năng của con chip i5 13500 này so với 13600K sẽ như thế nào. Đấy. Còn ở trên trang cá nhân của mình là đã có biểu đồ so sánh hiệu năng render CPU của hai con chip này. Đấy, mọi người có thể lên trang cá nhân của mình để tham khảo nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần render nào.